Ngày 21 tháng 3 tại xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên, trên địa bàn tỉnh gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các công ty 78, 732, chi nhánh 716 thuộc binh đoàn 15, chi nhánh Việt theo Quan Tum, sư đoàn 10 tổ chức gia quân làm công tác dân vận năm 2024. Các đơn vị lực lượng vũ trang ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2024 tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua dân vận khéo đơn vị dân vận tốt nhất là cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững thực hiện có hiệu quả hoạt động kết nghĩa giữa đơn vị quân đội với địa phương nơi đóng quân xây dựng các mô hình điểm dân vận khéo giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân được Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong thực hiện công tác dân vận năm 2023, trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn sau lễ gia quân bộ chỉ huy quân sự tỉnh triển khai làm công tác dân vận tại xã đắc rơ nga huyện đắc tô hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân tổ chức tổng dọn vệ sinh đường liên thôn liên xã phát quang bụi rậm phòng chống dịch bệnh nạo vét canh mương tặng áo dài truyền thống cho phụ nữ tặng quần áo cho người nghèo tổ chức khám cấp thuốc miễn phí tư vấn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân